từng nhận cát c 2 cây vàng mỗi sâu, U50 Đoan Trường sống một mình không vợ con. Những năm 1990, Đoan Trường được coi là một trong tứ đại thiên vương cùng với Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường. Tuy nhiên, khi đang đỉnh cao sự nghiệp, Đoan Trường bất ngờ rút khỏi showbiz để làm việc cho một tập đoàn nước ngoài. Một trong số ít nghệ sĩ có học vấn cao. Ca sĩ Đoan Trường tên thật là Đoàn Phúc Trường, sinh năm 1979. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 1986, anh được cấp học bổng du học sang Moscow, Nga. Năm 1995, nhận bằng thạc sĩ hóa học loại ưu, đoàn trưởng về nước làm trưởng giám sát bộ phận chất lượng cho một tập đoàn giày và trang phục thể thao suốt 9 năm. Sau đó, anh tiếp tục đảm nhận chức vụ quan trọng ở một số tập đoàn nước ngoài. Nam ca sĩ từng chia sẻ với truyền thông, sau thời gian du học ở Nga, tôi trở về nước đúng thời điểm kinh tế Việt Nam bắt đầu giai đoạn mở cửa. Có trong tay tấm bằng thạc sĩ và khả năng giao tiếp bốn ngoại ngữ. Nga Anh Hoa Hàn, tôi thấy mình không chuyển hướng sang kinh doanh thì thật uổng phí. Đi hát lúc nào cũng được, nên tôi có thể chủ động sắp xếp thời gian vào buổi tối hoặc cuối tuần. Thật bất ngờ, công việc tay trái mang về nguồn thu nhập nhiều hơn so với việc tay phải. Có những buổi tối tôi chạy vài sâu, mỗi sâu hát 3 bài mà đã có hơn nửa tháng lương công ty. Những năm 1990, đoan trường được coi là một trong tứ đại thiên vương, cùng với Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường, nhận cát xê hơn hai cây vàng cho một sâu diễn, được nhiều người săn đón. Đáng chú ý, đoan trường là một trong những người đầu tiên đưa nhạc hoa, nhạc hàn phổ lại thành lời Việt nhưng không được công chúng biết đến, vì thời điểm đó không đủ tê yên làm ra một sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp. Đến khi các ca sĩ khác dùng bài hát đó viết thành lời khác và phát hành chỉnh chu, thì lại được khán giả đón nhận. Đoan trường sở hữu một số bài hit như Đơn Côi, Tình Phiêu Lãng, Dấu Yêu, Em Sẽ Tan Lời Yêu Thương, Anh Từng Đoạt Nhiều giải i, -i Tê Hưởng như giải nhất liên hoan tiếng hát học sinh thành phố Hồ Chí Minh năm 1985, giải nhất liên hoan tiếng hát sinh viên Moscow, giải nhì giọng ca vàng sinh viên toàn liên bang Nga, 1993 với hơn 20 nước tham dự, giải album được yêu thích 2006. Sau 10 năm ca hát, vào năm 2009, anh quyết định rút lui khỏi giới giải trí để toàn tâm toàn ý làm việc cho các tập đoàn nước ngoài. Đổi nghệ danh là lên đời. Có một câu chuyện thú vị về việc đổi nghệ danh của đoan trường. Từ năm 1991-1995, khi còn là du học sinh ở Nga, Đoan Trường đạt khá nhiều thành tựu về ca hát. Năm 1995, anh về Việt Nam để chăm sóc gia đình và bước chân vào làng giải trí với nghệ danh Phước Trường, nhưng nam ca sĩ chưa ghi được dấu ấn với công chúng yêu nhạc. Một dịp tình cờ biểu diễn cùng với ca sĩ Lê Tuấn khá nổi danh thời đó, Đoan Trường đã chủ động hỏi thăm và được đàn anh gợi ý đổi nghệ danh mới. Nghệ danh mới được MC Thanh Bạch giới thiệu luôn trong chương trình ca nhạc hôm đó. Thật không ngờ sau đó đoan trường được nhiều khán giả yêu mến hơn và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp lấp đầy nỗi cô đơn bằng những chuyến du lịch đoan trường là người thành công trong công việc nhưng chuyện tình cảm thì lận đận anh đã kết hôn hai lần nhưng đều ly hôn nam ca sĩ cho biết điều tiếc nuối duy nhất cho đến thời điểm hiện tại là chưa tặng cho mẹ mình một đứa cháu nội để bồng bế anh quan niệm có lẽ kiếp này mình đã không nợ ai và cũng không ai còn nợ mình vậy nên tôi luôn sống vui sống khỏe tận hưởng phần đời còn lại biết yêu thương bản thân mình hơn, chăm lo cho ba mẹ và em gái. Hiện tại, ở độ tê U50 đoan trường sống một mình không vợ con. Thi thoảng anh vẫn tham gia một số chương trình ca nhạc do bạn bè, người quen giới thiệu. Vinh quang tôi có đủ rồi. Tôi đã có live show riêng, được lên các đài phát thanh truyền hình, tham gia hơn 100 game show, làm MC cho nhiều chương trình lớn. Giờ đây, tôi chỉ thích đi hát cho các chương trình từ thiện, quảng cáo cho một vài nhãn hàng và tiếp tục đi du lịch khám phá nhiều quốc gia trên thế giới. Đoàn trưởng rất thích những chuyến đi du lịch trải nghiệm ở các vùng đất mới. Tôi luôn hướng đến một cuộc sống tích cực, lên kế hoạch cho tương lai khi về già, thay vì ngồi nhâm nhi những điều tiếc nuối hay buồn lo cho nỗi sợ đeo bám, nam ca sĩ trải lòng. Tôi dự định sẽ tiếp tục chinh phục thêm nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khắp nơi, trên thế giới để cán mốc con số 100 quốc gia khi tròn 65 tuổi. Đoàn trưởng nói.